Xin chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đang đứng trên một lô đất tọa lạc tại xã Bầu Chinh nha mọi người. Đấy, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mọi người nhìn trên cái màn hình nhỏ này á thì thấy cái dân cư ở đây và cái cơ sở hạ tầng điện đóm. Đấy, bóng đèn đường đấy rất là phát triển nha. Rồi, ở đực, em đang đứng trên trục đường nông thôn thôi. Nhưng mà đèn đường, bóng đèn đường, điện đầy đủ hết. Nói chung là ở đây nhà khu vực này nhà Thái đồ không mà mọi người ạ. Thì cái đường này chạy ra đường quốc lộ 56A, đâu đó tầm khoảng là 700m nha. Rồi, chạy ngược về đây là cũng ra đường quốc lộ 56A. Nhưng mà đường này đi vô khu dân cư, nó vòng vòng hơn tí xíu, từ khoảng một cây số là ra, khoảng một cây số đổ lại là ra đường quốc lộ 56A luôn nha. Thì nếu mà tính đường chim bay là đâu đó tầm khoảng là 500m thôi. Đấy. Thì hôm nay có một cái lô đất, đất xào nha mọi người. Nó nằm ngay chỗ xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lô đất này với chủ đất gửi em bán với tổng diện tích là 5.500m2, là 5 sào rưỡi đó cô chú anh chị ạ. Đây, nằm kế một cái nhà dân này nè. Đấy, nằm kế nhà dân. Thì cái trụ nè, ranh giới nè, bắt đầu từ cái trụ này nè. Đó, chạy dài qua bên kia là 41m, gần 42m mặt tiền đường nhựa này nè. Đấy, đây 42m mặt tiền nhựa. Thì sâu vô đó tầm khoảng là 150m nha mọi người. Chiều sâu vô tầm khoảng là 150m. Đấy, rất là sâu nha. Đây, trên đất thì có một cái căn nhà, căn chòi nè. Cái căn chòi này để làm vườn đồ mệt á, thì mình có thời gian mình vô trò mình nghỉ ngơi nè. Đấy, thì đó em đang đứng ở trên mặt tiền nha. Thì bây giờ em tiến vào lô đất cho mọi người xem. Thì cái thế đất này nó cũng hơi chuyền, cũng hơi chuyền thôi. Đấy, thì mặt nó cũng hơi gọi là hơi hụt nha cô chú anh chị. Hơi hụt về khúc đất á, cái chất đất á là em nghĩ chắc hồi xưa là một thửa người ta cắt ra nè. Người ta cắt xào ra bán thì chị chủ này mua rất là lâu rồi. Đấy, thì nó hơi thấp hơn đường đâu đó tầm khoảng là 70 nha. Đây, đây nè, đó, mọi người nhìn thấy không? Xa xa nè, đó, nó thấp hơn đường tí xíu nè. Đấy, đây, nhưng mà ở trên đây thì nó lại bằng, nó lại cao hơn đường. Đấy, thì chất đất là đất sỏi đen nha. Đất sỏi mà hơi pha đen. Đấy, trên đất có một căn nhà căn chòi chứ không phải căn nhà nữa. Đấy, thì phần ranh giới thì nó có rồi nha mọi người. Thì bên đây là cái hàng cây nè, rồi bên đó cũng là hàng cây bông bụt đó. Thì thành cử ra ở trên đây nó lại cao hơn ở dưới. Thì lô đất này chị chủ đang bán với giá là 13 tỷ. Đấy, là 5.500m2, cách đường quốc lộ 56 vào trong đây là khoảng là 700m. Lô đất này có hai thửa nha, một thửa là mặt tiền đi vào đây, một thửa là chị mua thêm khoảng 2 sào mấy á, là nối là chiều dài khoảng 150m. Đấy, có hai thửa. Đấy, thì nếu mà mình mua vào lô đất này á thì mình phải cải tạo. Tại tại sao? Là mình múc cái đất ở dưới trên cao nè, mình đổ xuống cái dưới hơi hơi thấp ở dưới cho nó bằng đường đó mọi người. Đấy, thì chất đất ở xã Bầu Chinh mà. Rồi, trên đất thì coi như là đất trống rồi đó mọi người à. Nó tầng trồng cây, hồi xưa là cái này là tiêu nè, trồng tiêu nè. Bây giờ là tiêu không có giá nữa, thành thử ra là người ta cũng bỏ hoang luôn. Đấy. Rồi, chủ đất bán với giá lô đất này là 13 tỷ. Đấy. Còn thương lượng hay không thì cô chú anh chị nào có quan tâm á, thì liên hệ em. Thì em sẽ liên hệ chủ cho mọi người về cái giá tốt nhất nha. Rồi, thì đất này thì cũng không có gì để quay nhiều hết. Thì để em bay livecam lên về coi khu dân cư và thực tế, chạy thực tế cho mọi người xem về dân cư ở đây nha. Đây, thì cái con đường này mới đổ nhựa nè. Đấy, đường này mới đổ nhựa thì nó rất cực mới nha. Đấy, dân cư đồ nó đây. Rồi, thôi bây giờ em bay livecam lên cho cô chú anh chị tham khảo và em chạy thực tế cho mọi người xem về tình hình ở đây nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị.
Rồi, em đang từ đất chạy ra nè mọi người. Đấy, thì đi đây này đi ngược á thì ra đường quốc lộ 56 gần hơn, nhưng mà em dẫn mọi người đi vào đây, đi thẳng vào luôn khu dân cư ở trong đây. Thì trong đây là đa số nhà vườn, nhưng mà sắp tới đây chắc chắn là chắc cũng không còn nhà vườn nhiều đâu, thì em nghĩ là vậy. Sắp tới đây thì ở trong đây nó rất là phát triển á, thì thành cử ra nhà vườn người ta cũng cũng gì luôn. Ở đây trong đây nhà đều nghỉ dưỡng, người ta ở nghỉ dưỡng rất là đông. Nói chung là người ta làm nhà san sát nhau không ạ. Thì cái giá này thì em thấy chủ đất người ta đưa ra cũng hợp lý thôi, tại vì ở đây lô đất này vị trí rất là tiềm năng, ở đây ngã ba mà đường nào cũng thông ra, đường này về ngay chỗ xã Quảng Thành này của chú anh chị đấy. Thì đây đi ngược ra đây ra đường quốc lộ 56A đấy. Ở đây thì nó sát quốc lộ, được cái là sát quốc lộ, ở đây đi ra quốc lộ rất là gần đấy, mấy trăm mét là ra tới quốc lộ rồi đó. Đó thì em thì thấy xe chạy đó thì để dẫn cô chú chị đi xem vào đây, dân cư vào đây thì nó đông đúc rồi đấy. Người đi xem rồi đi qua đây bầu trên thì chủ đất người ta không gửi em là em đi ra đây qua đây quay liền. Ê, tại vì nó sát quốc lộ mà cái giá thì nó còn gọi là giá đầu tư rất là tốt nha. Đây đây là mọi người, đường này là đường quốc lộ 56 rồi nè đấy. Dân cư thì bữa nay em bay lại cam lên thì cô chú anh chị thấy rồi đó đấy, dân cư nè. Thì đây đây là đường quốc lộ 56 đây đó, hướng này đi ra đây thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh rồi nè đấy. Đi về Long Khánh thì khoảng chắc khoảng 10 tới 15 cây thôi. Thì của em thì em chạy ngược về đây, ngược về đây là ra đường thị trấn Ngãi Giao nè. Từ đây ra thị trấn Ngãi Giao rất là gần, chắc khoảng cây số, hai cây số thôi. Này từ đây ra quốc thị trấn Ngãi Giao rất là gần, khoảng hai cây số thôi, cách thị trấn hai cây số rồi đó. Này từ đây đi ra nè, đấy đây là đường quốc lộ 56 nha cô chú anh chị. Đây, thì hướng này đi về Láng Lớn, Bầu Chinh nè, đường này đường Bầu Chinh Láng Lớn được, con đường huyết mạch nè của xã nè. Này nè. Thì vừa quẹo qua thì cũng tới ủy ban xã thôi. Đường này thì vừa quẹo qua cũng tới ủy ban xã. Cũng là đường Bầu Chinh Láng Lớn á, đường quốc lộ 56B á. Hướng này đi thẳng về biển thành phố Vũng Tàu. Về biển Vũng Tàu là đó tầm khoảng 30 cây nữa. Thì lô đất này nó cách thành phố Hồ Chí Minh đông chính chính xác là 70 cây nha mọi người. Đấy. Về cảng cái mép, sân bay Long Thành đâu đó tầm khoảng 25 20 25 30 cây gì đó. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm về lô đất này hoặc về bất động sản trong đất thì sắp tới đây em ra rất là nhiều sản phẩm, thì mong cô chú anh chị quan tâm và đăng ký kênh em để xem mảnh vườn những lô đất đẹp tiếp theo nha. Cảm ơn cô chú anh chị.